Ngày 14 tháng 9, một nguồn tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tình, 28 tuổi, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội và Lê Văn Thọ, 37 tuổi, trú tại xóm 6 Thùy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương về tội trốn khỏi nơi giam giữ theo điều 311 Bộ luật hình sự. Đồng thời công an cũng ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình. Trước đó vào tối ngày 10 tháng 9, Thọ và Tình đã trốn khỏi trại tạm giam T16 tại Thanh Oai, Hà Nội. Theo một nguồn tin, hai tử tù này bị biệt giam chung một phòng, cả hai đều bị cùm chân. Nguồn tin cũng cho hay một tử tù có chân nhỏ hơn cùm nên người này tự rút chân ra khỏi cùm và giúp sức cho tử tù còn lại phá được cùm chân. Hai tử tù đã dùng cùm để khoét một khoảng tường rất nhỏ, chỉ bằng 4 viên gạch, bề dày của tường là 30cm và không rõ hai tử tù này đã khoét tường từ khi nào. Phòng biệt giam có gắn camera theo dõi. Lúc 21 giờ ngày 10 tháng 9, người trực vẫn nhìn thấy hai tử tù trong phòng. Tuy nhiên 1 giờ sau thì hai tử tù đã biến mất. Sau khi thoát khỏi phòng biệt giam, hai tử tù đã tìm được một đoạn dây, trèo lên chòi canh rồi đu ra ngoài. Thọ có tiền án tiền sự về các tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Còn Tình có tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hai nghi phạm này điều khiển phương tiện là một xe máy nhãn hiệu Honda mang biển kiểm soát 29X62817. Vào sáng ngày 11 tháng 9, cơ quan chức năng xác định hai nghi phạm xuất hiện ở khu vực xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội.